Xin chào tất cả các bạn. Đến với video clip này, mình xin chia sẻ cho các bạn cách tạo cái list sổ xuống trong Excel, hay còn gọi là data value. Thì cái danh sách sổ xuống này nè các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách. Cách thứ nhất, cách một là cách thông thường. Cách hai là cái danh sách thông minh. Rồi, cái cách thứ nhất là các bạn, khi các bạn giả sử các bạn nhập xuống, các bạn sổ xuống nè, nó có một danh sách sẵn, chúng ta chỉ chọn vô thôi. Còn ở đây chúng ta nhập danh sách, chúng ta chọn giả sử nên như các bạn muốn nhập cái nào đó thì các bạn chọn danh sách mình cần nhập, họ tên mình cần nhập, mình sổ xuống. Rồi như vậy đó là cách thứ nhất, là cách thông thường để chúng ta tạo danh sách. Như thế chúng ta chọn cách thông thường. Còn cái cách thứ hai là cách thông minh nè các bạn. Cách thông minh là sao? Khi cái danh sách nguồn của bạn á, giả sử danh sách họ tên của bạn thay đổi, giả sử tôi thay đổi là có thêm một cái tên nữa, đó là Thái Hòa đi, rồi chẳng hạn gì, thì khi các bạn sổ xuống, các bạn nhập lại đây các bạn, thì nó sẽ cập nhật Thái Hòa chưa. Đây là cái mình tạo cái danh sách sổ xuống cho Excel. Cách thứ hai là cách thông minh. Cách thứ nhất thông thường thì không có cập nhật các bạn. Khi các bạn nhập vào cái danh sách nguồn thì nó sẽ không được cập nhật. Đó là cách thứ nhất, không được cập nhật. Cái nhược điểm của cách thứ nhất là như thế. Còn cái ưu điểm của cách thứ hai, danh sách sổ thông minh, là khi các bạn xóa, hoặc là giả sử giờ mình xóa nè các bạn, Quỳnh Văn C ha, bây giờ mình xóa Quỳnh Văn C rồi, thì qua đây mình kiểm tra lại thì Quỳnh Văn C sẽ không còn nữa. Thấy các bạn, đây không còn, tức là nó không còn theo cái danh sách của mình nữa. Đó, đó là cách danh sách thứ hai, cách thứ hai là thông minh. Rồi, để không mất thời gian các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từng cách một. Bây giờ mình sẽ tạo một cái Excel mới, mình làm từ đầu để cho các bạn hiểu, cùng hiểu nha. Rồi, bây giờ giả sử đầu tiên chúng ta tạo một cái bảng như tôi vừa cho các bạn xem. Rồi, ở đây là họ tên ha. Rồi, cho tên luôn đi. Rồi, bên đây là năm sinh. Sinh. Đây là ghi chú. Rồi, sau đó chúng ta tạo một cái bảng nha các bạn. Nè. Kéo cho nó đẹp rồi ha. Rồi, số thứ tự thì chúng ta đánh tới thôi. Rồi, sử gì đây? Rồi, họ tên. Họ tên thì mình tạo một cái danh sách nguồn. Ở đây tôi đặt tên nó là danh sách đi. Họ và tên. Tên, rồi. Đây. Còn tên là họ và tên. Sao mình nhập nhầm hộ không ta? Rồi. Rồi mình nhập vài tên ha các bạn. Nguyễn Văn A chẳng hạn. Nguyễn Thị C. Quỳnh Văn D. Lâm Thị An. Danh Văn Nghĩa. Rồi tạm thời mình làm cái danh sách như thế nha các bạn. Rồi ở đây làm sao mà khi chúng ta nhập họ tên, ta sổ xuống có cái danh sách nguồn tên là họ tên như thế này này ha. Rồi cái bước làm thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ nhất. Cách một đó là cách thông thường nha các bạn.
cái danh sách sổ thông thường chúng ta dùng là data quyền lưu. Rồi đầu tiên để được có danh sách sổ đó xuống thì các bạn chọn vào cái ô, cái cột mà chúng ta cần tạo cái danh sách sổ xuống chúng trên cái thanh công cụ nữa bạn. Các bạn vào data, đây vào data, rồi sau đó các bạn vào data value và các bạn sổ xuống, sổ xuống, sau đó các bạn chọn vào data validation, data validation, rồi validation sau khi ra thì các bạn cái một audio này nè các bạn sổ xuống, các bạn chọn list, các bạn nhớ nha, chọn list và chỉ sort đây nè, sort này á tức là cái danh sách nguồn họ tên này chúng ta cần làm nè, rồi các bạn bằng, các bạn nhớ bằng nha, rồi các bạn click vào đây, click vào cái mũi tên này để chúng ta đi chọn cái vùng dữ liệu chứa danh sách đó. Rồi sau các bạn click vào cái chỗ tab họ tên, tức là cái vùng dữ liệu mà chúng ta cần tạo danh sách nè. Rồi các bạn chọn hết cái vùng dữ liệu rồi nha. Các bạn không cần bôi cái tiêu đề đâu. Rồi các bạn chỉ cần sổ xuống đây, chọn đây. Rồi sau bạn sổ xuống. Rồi sau đó các bạn ok. Ok. Đây. Đó. Rồi chúng ta sổ ra chúng ta đã có danh sách rồi nha các bạn. Rồi cái, nếu cái này muốn có thì các bạn copy công thức dài xuống thôi. Đó. À, đây là cách thứ nhất. Đây là các bạn. Đó giả sử tôi đây tôi nhập. Ta chọn đó. Đây là cách thứ nhất. Cách thông thường. Cách này nó có nhược điểm, nó là cái ưu điểm rất là nhanh. Còn cái nhược điểm đó là nó không cập nhật được cái danh sách nguồn. Không cập nhật được cái dữ liệu chúng ta nhập mới. Giả sử bây giờ cái danh sách này các bạn gồm có là 2, 4, 5 ha. Đây. Họ tên có 5 người nè các bạn. 5 người. Bây giờ tôi sẽ thu thêm một người nữa. Thêm mới. Đó. Để sẽ thêm chữ thêm mới này ha. Khi các bạn sổ qua đây nè các bạn không thấy. Đúng không? Chỉ duy nhất chúng ta thấy được cái vùng dữ liệu mà hồi nãy chúng ta chọn thôi. Đó là cách một, là cách thông thường. Đây. Là cách này là chúng ta cái dữ liệu chúng ta là nó cố định. Khi thay đổi chúng ta thay đổi nó cũng không thay đổi theo. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai là cách tạo cái danh sách thông minh. Cách 2. Thông minh. Rồi bây giờ mình sẽ lia dữ liệu hết nha bạn. Mình lia cái danh sách data này. Rồi vào đây. Các bạn vào đây. Các bạn lia on. Ok. Rồi mắc ha. Rồi. Để tạo cái cách thứ hai này các bạn tạo cái danh sách thông minh. Thì đầu tiên các bạn phải tạo một cái name manager ha. Tức là chúng ta đặt một cái vùng dữ liệu manager riêng cho nó một cái tên. Rồi cách thực hiện như sau. Đầu tiên á, các bạn vào cái tab mà dữ liệu chúng ta ở đây dữ liệu là cái tab dữ liệu chúng ta cần nhập đó là họ và tên. Đây họ và tên trên thanh công cụ nè các bạn chọn vào cái là formula, cái tab formula, rồi các bạn chọn là name manager ha, name manager, rồi bạn click vào đây đi. Trước khi tạo cái này đó, trước khi tạo cái name manager đó, mình cũng nhắc thêm luôn, để tạo được cái danh sách thông minh như thế thì bắt buộc cái vùng dữ liệu chúng ta cũng phải là tạo một cái bảng, tạo một table trước khi chúng ta làm cái dữ liệu trong
tạo một cái name manager. Rồi giờ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái bảng ở vùng dữ liệu này trước đi. Rồi các bạn click chuột bất kỳ vào một cái cột, một cái dòng trong vùng dữ liệu này. Các bạn vào insert trên tay công cụ này, các bạn vào insert, các bạn vào table. Rồi các bạn click vào nha. Rồi các bạn check vào đây nè, my table hay header, tức là lấy một cái dòng đầu tiên làm tiêu đề, tức là họ tên chúng ta nè. Nếu các bạn check thì nó sẽ lấy một cái tên tiêu đề mặc định đó, do đó chúng ta check vào đây là lấy cái họ tên làm cái tiêu đề. Rồi ok, đây nào, họ tên tiêu đề, đây là cái bảng chúng ta vừa tạo xong đấy ha. Rồi bước tiếp theo là các bạn vào trên thông cụ, các bạn vào formula, các bạn vào một name manager. Rồi name manager chúng ta tạo một cái vùng dữ liệu nha, các bạn vào một new, một new. Rồi chúng ta đặt tên cho nó là họ và tên ha, mình viết tắt đi, họ và tên như vậy nhớ. Rồi ở đây nè các bạn, Restore to, tức là vùng dữ liệu. Vùng dữ liệu thì ở đây mình, các bạn lưu ý nha, mình sẽ hướng dẫn kỹ chỗ này. Vùng dữ liệu các bạn bấm vùng có tên đi. Vùng dữ liệu các bạn chọn cái vùng mà chứa họ và tên, không chọn tiêu đề các bạn. Nhớ nha, nhớ kỹ, không chọn tiêu đề họ và tên nha. Chúng ta chỉ chọn cái vùng dữ liệu là họ và tên, họ và tên thôi nha. Rồi sau đó các bạn sổ xuống đi, sổ xuống các bạn ok. Các bạn thấy thấy nhà dữ liệu như thế này nó sẽ đúng nè. Thấy bồ họ và tên đây đó, nó ghi như thế này là đúng. Chúng ta tạo một cái name manager đúng chính xác. Rồi sau đó các bạn vào ok. Đây chúng ta có một cái, chúng ta tạo được cái vùng dữ liệu là họ và tên nè. Rồi sau ok. Rồi chúng ta quay về cái ship ban đầu của chúng ta, hãy tạo được cái list sổ số, tức là data value thông minh đó các bạn. Rồi tại đây các bạn cũng làm tương tự như là cái bước thông thường đó. Các bạn trên cái thanh công cụ này các bạn vào data, chọn vào data validation. Rồi các bạn chọn vào data validation. Hey. Rồi tại cái tab city này nè, ở chụp cái Ono này các bạn sổ xuống, các bạn chọn vào list sort này thì các bạn bằng các bạn chọn bằng là sao, các bạn gõ cái tên dữ liệu mà chúng ta vừa đặt hồi nãy, đó là họ và tên là được, hoặc là các bạn bấm F3 nha các bạn, F3 trên bàn phím của chúng ta. Rồi nó cũng ra nè các bạn, thấy không, Spot name đó, nó ra, tức là chúng ta đặt bao nhiêu vùng dữ liệu thì nó sẽ hiển thị này hết. Ok. Rồi hoặc chúng ta gõ nhớ cái tên mà chúng ta đặt cái vùng dữ liệu nãy là họ và tên viết tắt đó. Rồi sau đó và ok, đây là dữ liệu chúng ta vừa đặt ra rồi nè các bạn đó. Rồi ta copy công thức xuống đây cho dòng này. Rồi bây giờ tại sao gọi là cách thứ hai tạo cách thông minh, đây sổ xuống, giả sử ở đây tôi xóa chữ tìm mới nè bạn, qua đây tôi xóa, tôi lít vào đây, tôi xóa bỏ cột luôn nha. Rồi chúng ta quay lại ta xem, đã mất rồi nè bạn. Rồi bây giờ tôi tìm mới vào, thêm một cái tên nào đó, thêm hai tên các bạn. Rồi hai tên này các bạn thấy không, Lê Công Anh và Cao Bá Hải. Rồi quay lại chúng ta xem cái vùng dữ liệu data value chúng ta có thay đổi hay không. Ta sổ xuống ta thấy nè các bạn thấy không, nó cập nhật vô nè đó. Đây mới gọi là cái danh sách thông minh, khi mà chúng ta cập nhật cái vùng dữ liệu chúng ta đăng nhập vào
Ở đây dù cho các bạn xóa hoặc cập nhật bất kỳ thì bên danh sách sổ số này nó cũng thay đổi theo y như bên vùng dữ liệu. Đây là cách thứ hai, là cách tạo thông minh. Còn cách đầu thông thường thì vùng dữ liệu chúng ta thay đổi thì nó sẽ không cập nhật. Đó là cái nhược điểm của cách thứ nhất. Cách thứ hai, tuy nó có vài bước thì nhưng mà cũng khá đơn giản, nhưng mà cái danh sách nó rất là thông minh. Khi mà tạo, chúng ta tạo cái danh sách data value này, nó sổ xuống rất là thông minh. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo danh sách sổ xuống trong Excel. Danh sách sổ xuống chúng ta chọn để nhập dữ liệu với mục đích làm bất kỳ cái gì khi chúng ta cần. Giả sử các bạn sau này các bạn làm một cái danh sách của công ty mà chúng ta cần nhập thông tin hoặc vô bất kỳ bảng lương hoặc cái gì đó, chúng ta chọn họ và tên tên của nhân viên đó, thì chúng ta tạo một cái danh sách này nó rất là hay. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn hai cách tạo cái danh sách sổ xuống trong Excel, cách thông thường và cách tạo danh sách thông minh. Nếu các bạn thấy cái video hướng dẫn của mình hữu ích, các bạn có thể like và share cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để được theo dõi những cái video hữu ích tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của mình.